Thưa quý vị, có một sự thật rằng tôi dù là một người cận 5 độ, nhưng kể cả khi tôi bỏ cái kính này ra, tôi vẫn có thể nhìn rất rõ những lỗ hổng trong những cái lập luận của bạn. Trước hết, chúng tôi sẽ nói về mục tiêu mà chúng tôi đứng đây một hướng tới ngày hôm nay. Đấy là gì? Đấy là việc tạo ra môi trường mà siêu anh hùng có thể hoàn toàn phát triển bản thân, sẵn sàng có thể đi giải cứu bất kỳ lúc nào. Sau đấy, tiếp theo, chúng tôi xin phản biện một số ý của bạn như sau. Các bạn bảo, liệu siêu anh hùng có đảm bảo an toàn? Vâng, chúng tôi chấp nhận, đúng. Đó là việc siêu anh hùng có thể phá hủy những cơ sở vật chất, có thể gây những thiệt hại. Nhưng vấn đề thật sự đặt ra ở đây là gì? Đấy là thế giới bên nào có thể gây ít thiệt hại hơn và nó sẽ bền vững hơn. Sau đây, những câu luận điểm của tôi sẽ chứng minh điều đấy. Tại sao chúng tôi vẫn luôn tin rằng không nên áp dụng pháp luật? Tại vì thứ nhất, luật pháp là được tạo ra bởi những con người bình thường. Chúng ta hoàn toàn không thể lấy những cái thứ bình thường áp dụng lên những cái thứ phi thường, ở đây như là siêu anh hùng. Vậy khi những con người này theo pháp luật thì nó sẽ tệ hơn hay tốt hơn? Chúng tôi ở đây với mục đích chứng minh tại sao nó lại tệ hơn rất là nhiều. Như những người trước của chúng tôi đã nói, siêu nhân họ không phải là những người bình thường. Đó là điều chúng ta không thể phủ nhận. Họ có những sức mạnh phi thường, có thể có những sức khỏe mà không một người bình thường nào có thể có được qua quá trình rèn luyện. Vậy nên dù có pháp luật hay không, những người xung quanh chúng ta vẫn hoàn toàn có thể nhận định được rằng siêu nhân họ không phải là những người bình thường. Bởi tại sao? Bởi cái cách mà ngoại hình của họ, bởi cách họ đi đứng, họ đã khác xa với chúng ta rất là nhiều. Tiếp theo, tại sao việc áp đặt pháp luật lên những siêu anh hùng lại có thể trở nên tệ hơn? Bởi vì những ác nhân họ hoàn toàn có thể thực hiện được những hành vi ác của họ, bởi họ biết một sự thật là gì? Dù có là siêu nhân đi chăng nữa, khi mà gặp những cái tình huống như vậy, họ cũng chỉ có thể bất lực đứng nhìn mà thôi. Siêu anh hùng, những người vốn dĩ có bản tính tốt, giờ đây lại cảm thấy rằng cuộc sống của họ quá là vô dụng. Bởi vì sao? Vốn dĩ khi mà họ có năng lực, họ lại không được sử dụng nó. Khi mà bản chất rằng là chính sách, nhà nước, pháp luật, họ không tôn trọng những năng lực của siêu anh hùng. Vậy nên sẽ càng dẫn tới việc là họ dễ dàng làm điều xấu. Họ muốn tìm một không gian để có thể sử dụng được năng lực của mình. Với những phút cuối cùng của tôi hôm nay, tôi cũng xin phép được kể một câu chuyện mà tôi khá ấn tượng, cũng là ví dụ liên quan tới người rơi. Như những ai cho chúng ta xem phim Người Rơi đều đã biết, điều mà gây rắc rối, điều mà gây ức chế nhất cho những người xem chúng ta ở đây, đấy chính là việc thành phố Gotham, là những ác nhân ở trong thành phố đấy, họ coi nhà tù như một nhà nghỉ. Tại vì sao? Khi mà người rơi, người siêu anh hùng đang cố gắng thực thi công lý, muốn tống họ vào nhà tù, thì chính những cái người ủy viên lại mời chúng ta ra ngoài xã hội để hoạt động. Đó chính là cơ hội cho chính những ác nhân để làm hại hàng ngàn người dân vô tội chúng ta. Vì thế, chúng tôi tự tin rằng những người anh hùng đang phục vụ cho công lý của những người dân, dẫn đến một thế giới nhân đạo hơn. Nếu pháp luật ở trên tòa của các bạn cũng không thể đánh thắng nổi những pháp luật ở ngoài đường phố, thì pháp luật ở trên tòa của các bạn cũng chỉ như một tờ giấy vô giá trị mà thôi. Chúng tôi xin hết.